Xin chào quý bạn, tôi đang có mặt tại một showroom của Kia tại Hà Nội. Và trước mắt chúng ta là chiếc xe Kia Cerato. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Cerato, được ký hiệu là Kia Cerato 2.0 Premium, có giá bán niêm yết là 675 triệu. Giá 675 triệu chưa bao gồm chi phí lăn bánh, thuế, biển số và cũng chưa trừ khuyến mại. Chi tiết khuyến mại của dòng xe này các bạn vui lòng liên hệ với số hotline tôi đã đính kèm trên video. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu sơ qua một chút về cái mẫu Kia Cerato phiên bản 2019 hoàn toàn mới này. Nó có gì đặc biệt và tại sao nó lại luôn giữ mức doanh số khoảng 1.000 xe một tháng và liên tục lọt top xe hạng C bán chạy nhất Việt Nam. Đây chính là phần đầu xe của chiếc Premium này. Một kiểu dáng thiết kế rất là thể thao với kích thước tổng thể lên đến 4640 x 1800 và 1450mm. Có nghĩa là ở kích thước này nó phát triển cả về chiều dài, chiều rộng, chiều cao so với thế hệ cũ và cũng nổi bật hơn so với các đối thủ cùng phân khúc như là Mazda 3, Elantra hay Toyota Altis. Ở phần đầu xe rất ấn tượng và phần hông xe thì cũng không kém cạnh với bộ la răng 16 chấu, la răng 16 inch 5 chấu. Toàn bộ các chi tiết khác như là tay nắm cửa đều được tích hợp các nút bấm mở cửa thông minh và gương chiếu hậu thì được tích hợp sẵn xi nhan trên gương, sấy gương, điều chỉnh điện và có cả cục điện. Một tổng thể thiết kế rất là hài hòa và đặc biệt ấn tượng đó chính là cái phần đuôi xe. Ở phần đuôi này thì Kia Cerato được tạo hình rất là bắt mắt với một cái giải chrome nối liền cả hai cái cụm đèn với nhau và nó đặc biệt thu hút khi mà vào trời tối lúc mà chúng ta mở đèn lên. Tôi nghĩ ở phần đèn hậu này chính là phần mà Cerato thiết kế đẹp nhất. Một thiết kế có thể nói là rất là bắt chen. Và như các bạn đang quan sát thì phần đuôi xe này chúng ta cũng có tất cả những công nghệ hỗ trợ lùi, bao gồm hai cảm biến góc và hai cảm biến lùi, cùng với đó là camera lùi. Hơi tiếc một chút khi ở phiên bản 2.0 này Kia Cerato cũng chưa được trang bị ống xả kép, nhưng đó cũng chỉ là một cái nốt trầm rất nhỏ ở trong cái thiết kế ấn tượng của mẫu xe này. Chiếc Kia Cerato phiên bản 2.0 này thì được sử dụng một cái động cơ 2.0 lít với 16 van DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng và cho công suất tối đa lên đến 159 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 154 Nm, kết hợp với một hộp số tự động 6 cấp cho cảm giác lái rất là tốt, thể thao và cũng rất tiết kiệm nhiên liệu. Theo như công bố thì mẫu xe này nó chỉ tiêu thụ khoảng 6,7 lít cho 100 km đường hỗn hợp. Và thật sự Kia Cerato nó đã thổi một cái làn gió mới vào phân khúc xe hạng C. Trước đây thì chỉ luôn độc bá bởi Mazda 3. Ở thời điểm hiện tại thì phân khúc hạng C này nó có rất nhiều cái sự thay đổi, đặc biệt là về cái doanh số bán khi Toyota Altis đã tự rớt xuống vị trí cuối cùng. Trong khi đó thì Ford Focus đã ngừng sản xuất tại Việt Nam. Ở hạng C chúng ta sẽ chỉ còn tồn tại 3 dòng xe, có thể nói là cuộc đua tam mã giữa Mazda 3, Hyundai Elantra và Kia Cerato. Để có thể tìm hiểu chi tiết hơn về mẫu Cerato cũng như là Hyundai Elantra hoặc Mazda 3, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline đang được đính kèm trên video để được tư vấn tốt nhất. Mẫu xe Kia Cerato hiện tại thì đang được hỗ trợ trả góp lên 85% giá trị xe tối đa trong vòng 7 năm và lãi suất thì rất thấp. Thủ tục chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.